Hello, xin chào mọi người. Bây giờ xin mời mọi người cùng xem không khí của trận thi đấu chung kết bóng chuyền nam trong khuôn khổ giải đấu chào mừng Quốc khánh mùng 2/9. Thì theo quan sát của tôi thì khu vực trung tâm này rất là đông du khách và bà con người dân từ các địa phương trở về đây với rất nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức thể dục thể thao, rồi thi văn hóa văn nghệ sắc phục dân tộc, trưng bày các gian hàng đặc sắc của các địa phương. Đấy thì hôm nay là mùng 1/9/2024 rồi thì các cái hoạt động vẫn đang còn diễn ra rất là sôi nổi và bà con khắp nơi trên địa bàn huyện cũng như các huyện trong tỉnh, trong và ngoài tỉnh cũng đã đến thăm với Mường Lát. Đây là ngay khu vực trung tâm huyện nhé mọi người, đây là trung tâm hội nghị. Mình đi sang đây quay cho mọi người xem góc bên này. Trận chung kết này là lập diễn ra giữa hai đội là Củ Nhi và Tam Trung. Trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng ngày 79 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 1/9, thì các hoạt động này diễn ra rất sôi nổi và thu hút đông đảo bà con nhân dân và khán giả đến cổ vũ. Thank you.
Thank you.